chú thỏ nhỏ dũng cảm. Ngày xưa ngày xưa, trong một khu rừng xanh tươi, có một chú thỏ nhỏ bé và nhút nhát tên là Thumper. Thumper được biết đến trong số các loài động vật khác vì bản tính hiền lành và chặn trốn ngay khi gặp nguy. Một buổi sáng đầy nắng, khi Thumper đang băng qua khu rừng, nó gặp một con sư tử trông hung dữ đang chặn đường anh. Bơm của con sư tử dựng đứng và tiếng gầm gừ vang vọng khắp cây cối. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim Thumper nhưng thay vì quay đầu bỏ chạy như thường lệ, anh cố đứng vững, run rẩy nhưng kiên quyết. Sư tử ngạc nhiên trước sự dũng cảm của thỏ nên hỏi, Thỏ con đang làm gì ở đây vậy? Mày không biết rằng tao có thể dễ dàng ăn thịt mày hả? Thumper, giọng run, run run nhưng kiên định trả lời, Vâng, tôi biết, nhưng tôi không thể để nỗi sợ hãi kiểm soát mình nữa. Tôi tuy nhỏ bé nhưng có trái tim dũng cảm. Tôi sẽ không để anh đe dọa tôi. Con sư tử sừng sốt trước lòng dũng cảm của Thumper trước đây nó chưa bao giờ gặp phải sự dũng cảm như vậy ở một con thỏ suy nghĩ một lúc sư tử mỉm cười nói mày thật dũng cảm thỏ ạ à. tao sẽ không làm hại mày đâu tao chỉ đang thử thách lòng can đảm của mày mà thôi từ giờ trở đi mày sẽ vượt qua khu rừng này mà không hề sợ hãi từ ngày đó trở đi thumper được mệnh danh là chú thỏ nhỏ dũng cảm thumper tiếp tục dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và truyền cảm hứng cho các con vật khác trong rừng cũng làm điều tương tự. Ý nghĩa của câu chuyện là lòng dũng cảm không được định nghĩa bởi tầm vóc hay sức mạnh mà bằng lòng dũng cảm đứng lên chống lại nỗi sợ hãi, cả khi đối mặt với nguy hiểm.